Chức chức phong lưu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Từng phong lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Đặt vé phiếu cho Đồng Thành, thiên thiên đi giá, xưởng phi cho phi. Đồng Thành Lữ Hành, yêu nhìn xem cả, chúa chúa phong lưu. Tập 5. Bộ phim này hoàn toàn hư cấu. Còn 10 ngày đến thi hội. Mọi người xem đi. Tập thơ của Thẩm Kinh Hồng công tử, cho ta một quyển, đa tạ, ta cũng muốn một quyển. Đa tạ. Có người không biết lại bịa đặt. Ta không có tật xấu này. Nghe nhiều, chọn lọc điều hay để học. Nhìn nhiều, ghi hết trong lòng. Biết như thể chỉ vua sĩ ra đã biết tình và tự do. Băng qua chông gai, vượt qua biết mấy lầu cao. Qua ngàn cánh buồn ngao du cùng ai. Còn 7 ngày đến thi hội. Nguyện trải quãng trông trên của cuộc đời. Còn 6 ngày, còn 5 ngày. Thẩm Kinh Hồng. Đa tạ, năm tháng tươi đẹp mang tên Vĩnh Hằng. Đường tương lai dài đằng đẵng, trong tim có ngọn đèn bất diệt. Có một người mãi ngây ngô đợi chờ. Còn 4 ngày, còn 3 ngày. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi đâu thế? Đến chùa Phù Vân. Không đi, không đi, không kịp nữa rồi. Mau, mau, đi thôi, đi thôi. Chuyện gì mà đi kịp? Đi rồi người sẽ biết. Nào? Lười búi tóc mây rủ, hoa lê soi bóng trăng, gãy đàn tỏ thương nhớ. Lang quân khi nào về? Không ngờ Thẩm Kinh Hồng còn có thể viết ra đâm từ diễm khúc như thế. Còn xưng là Kinh Hồng công tử nữa chứ. Thiếu văn nhã, đúng là thiếu văn nhã. Tiểu thư, vậy mà người còn đọc hăng hái thế. Đó là vì tiểu thư nhà em đây cũng chẳng phải người văn nhã gì. Chẳng phải em còn suốt ngày ồn ào là thích Kinh Hồng công tử đó sao? Kinh Hồng công tử là người giúp chúng ta kiếm tiền mà. Tất nhiên em phải ngưỡng mộ rồi. Ai lại so đo với nghịch mình miếng cơm manh áo. Mới sáng sớm em đã lôi ta đến chùa Phù Vân để làm gì thế? Nghe nói chùa Phù Vân này rất thiêng. Hôm nay là ngày Phật đản đấy. Hôm nay tất cả học trường sẽ đến dâng hương, cầu khẩn thi hội đỗ đạt cao. Mọi người đều đến cầu xin Bồ Tát, nhưng số người trên bảng lại có hạn. Bồ Tát nên phù hộ người nào đây? Làm vậy chẳng phải làm khó Bồ Tát sao? Tất nhiên là phù hộ thành tâm nhất rồi. Phải rồi. Tiểu thư, lát nữa gặp Bồ Tát tuyệt đối đừng nói linh tinh đấy. Người người đều nói công danh lợi lộc như Phù Vân. Nhưng Phù Vân này, ai lại không muốn nhiều càng tốt chứ. Đến chùa Phù Vân cầu Phù Vân. Em quả là đặc biệt. Tiểu thư, lát nữa người cứ quỳ ở đây. Bồ Tát nhìn một cái có thể thấy người. Bồ Tát ơi Bồ Tát, xin người phù hộ tiểu thư. Nhất định phải đổ trạng nguyên, không thì bản nhãn cũng được. Còn phải phù hộ tiểu thư cả đời không bệnh tật, không tai ách, cơ thể ngày khỏe nào mạnh, cũng được vui vẻ. Em chỉ chi 10 văn tiền mà xin Bồ Tát nhiều thế, không khỏi tham lam quá đấy. Bồ Tát, con không có tiền, nhưng chỉ cần người có thể hộ tiểu thư, tự lực nhất định trâu, làm ngựa trả ơn người. Tiểu thư, người cầu nguyện với Bồ Tát thế. Mọi người đều xin Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phải phù hộ nhiều người như thế, vậy ta sẽ chúc Bồ Tát ngày ngày vui vẻ. Tiểu thư, Lộ đại nương bảo em, hôm nay ở đình Lưu Vân sẽ có hội thơ Phù Vân, nói không chừng còn có thể gặp Hồng công tử giết bốn phương, nên em đưa tiểu thư qua là nhớ nhà em đến nghe thơ của công tử để về nhà biên soạn thành quyển thơ. Cự lực, nhiệm vụ này giao cho em đấy.
ta đột nhiên đau bụng. Ta đau bụng. Giao cho em đấy, giao cho em đấy, tiểu thư. Tham kiến vương gia. Vì sao cô lại đến đây? Vừa nãy vương gia để lộ gáy, chẳng lẽ không phải trả hiệu cho tiểu nhân đến sau núi gặp mặt sao? Chẳng lẽ tiểu nhân đã đoán nhầm? Lý do gượng ép. Được rồi, tiểu nhân cảm thấy ngoài sau núi thì đâu đâu cũng là người. Chắc vương gia không muốn trốn đông bàn liệt với tiểu nhân đâu nhỉ. Thế nên mới định sau núi thử vận may. Không ngờ vận may của tiểu nhẫn tốt thật. Cô còn tin vào vận may? Ban nãy bổn vương thấy cổ trước mặt Bồ Tát chẳng hề thành kính chút nào. Mọi người đều xin Bồ Tát ban phú quý, chỉ có tiểu nhân chúc Bồ Tát ngày ngày vui vẻ. Vậy tính ra thì chẳng phải tiểu nhân là người tốt với Bồ Tát nhất sao? Người khác đều xin phú quý, vì sao cô không xin? Xin Bồ Tát còn chẳng bằng xin vương gia. Giám khảo ở ngay trước mắt, tiểu nhân cần gì phải bỏ gần tìm xa. Mời văn huynh, mời. Vương gia, ngài tìm tiểu nhân có việc gì thế? Phương thuốc Hoàng Dương Tán, cô nghe được từ đâu? Hồi nhỏ tiểu nhân nghe mẫu thân nói. Thế nhưng mẫu thân tiểu nhân cũng chỉ biết quả chí tiền mấy vị thuốc khác, chứ không rõ phương thuốc hoàn chỉnh. Bổn vương cho ngược hết danh y trong kinh, nhưng không một a biết đến Hoàng Dương Tán. Thái y cục cũng không có sao. Vì sao cô khẳng định phương thuốc này đến từ Thái y cục? Nguyên liệu của Hoàng Dương Tán vô cùng quý giá, đặc biệt là quả chí tiên, nghìn vàng khó cầu. Ngoài Thái y cục, ai có thể chi nhiều tiền như thế? Hơn nữa, tiểu nhân chưa từng nghe nói phương thuốc này ở dân gian. Bổn vương đã điều tra Thái y cục, không hề có phương thuốc này. Có phải mẫu thân cô nói nhầm rồi không? Vương gia, ngài không biết đấy thôi, mẫu thân của tiểu nhân không nhớ rõ chuyện thời thơ ấu. Mấy chuyện duy nhất nhớ được thì nhớ rõ gấp bội, đặc biệt là quả chí tiên này. Phải rồi, quả chí tiên. Vương gia, nếu ngài không tra được thuốc Hoàng Dương Tán thì ngài có thể điều tra nguồn gốc và lượng tiêu thụ quả chí tiên này. Quả chí tiên quý giá, chắc hẳn chỉ toàn thất các nước mới có. Nếu đã vậy thì vì sao cô vừa ngửi đã biết trên người Vân Tưởng Nguyệt mùi quả chí tiên? Chuyện này à? Gia phụ nghe nói quả chí tiên làm thuốc thể tăng cường thể lực của nam tử, nên từng chi rất nhiều tiền mà được một quả để mời danh y nghiên cứu dược lý. Tiểu nhân từng thấy thứ này trong phòng thuốc ở nhà. Xem ra cô đã được hưởng phúc của Mộ gia ở Giang Nam. Kỳ Trân dị bảo gì cũng từng nhìn thấy. Đâu có. Vương gia, ngài cứ cho người đi điều tra đầu ra đầu vào và lượng tiêu thụ quả chí tiên, nói không chừng sẽ có manh mối. Đây là một manh mối, bổn vương tất nhiên sẽ điều tra. Thế nhưng cô vẫn khả nghi.
cái gì phải đến vĩnh viễn không thoát được. Hay, hay quá. Dạo gần đây, Tế Thiện Đường công việc bề bộn. Nếu có thời gian rảnh cũng được thôi. Hay, đàn hay quá. Lâu lắm rồi không tập đàn, Thẩm Huynh. Chẳng lẽ Thẩm Huynh muốn chơi một khúc nhạc? Chắc vậy đấy. Tuy bổn cung không quá am hiểu về đàn, nhưng nghe bản nhạc này cũng cảm thấy vô cùng phóng khoáng, trải dài vô cùng tận. Bái kiến đại điện hạ. Được đại điện hạ khen ngợi, tại hạ hổ thẹn không dám nhận. Các vị đừng vì bổn cung mà gò bó, cứ như lúc trước, thả lỏng đi. Bổn cung cũng chỉ đến nghe giảng thôi. Vương gia, nếu Hoàng Dương Tán là phương thuốc độc đáo nhất thiên hạ thì tiểu nhân dễ dàng nói ra như vậy, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ à? Phương thuốc này chỉ có cô và mẹ cô biết. Chẳng lẽ là từ mẹ cô mà ra? Xem ra vương gia đã tra rõ thân thế của tiểu nhân. Tiểu nhân là người Mộ gia, Giang Nam. Do gia đình gặp biến cố nên thuở nhỏ, mẹ của tiểu nhân bán vào nơi Lầu Xanh. Mẫu thân còn không nhớ của cha mẹ mình nữa. Trước đây bà ấy đặt đại một nghệ danh. Sau này phụ thân đổi tên cho bà ấy thành Cố Nhất Tiếu. Mẹ, hôm nay con học Khi Xưa Xa Nhà, Dương Liễu Xanh Tươi. Mẹ, mẹ có thể cho con biết mẹ đến từ đâu không? Mẹ như những cánh hoa bay ngoài cửa sổ. Chẳng biết rụng từ cái cây nào xuống. Vậy lần này cô vào kinh không chỉ vì kỳ thi hội đâu nhỉ? Xem ra vương gia đã biết cả rồi. Cần gì phải hỏi tiểu nhân nữa. Đây là chuyện riêng của cô. Dĩ nhiên ta không muốn hỏi nhiều, nhưng chắc cô cũng biết bổn vương để ý chuyện gì. Vương gia, tiểu nhân biết Hoàng Dương Tán là vì mẹ của tiểu nhân. Nhưng sao mẹ của tiểu nhân lại biết được nó thì cũng là một chuyện khiến tiểu nhân thấy rất kỳ lạ. Mẹ của tiểu nhân dạy tiểu nhân đọc sách, viết chữ, dạy tiểu nhân hành y cứu người, còn dạy tiểu nhân bản lĩnh độc lập. Nhưng tại sao mẹ lại biết nhiều như vậy thì tiểu nhân cũng không rõ lắm.
Nay bà ấy đã về với trời đất. Việc bà ấy đến từ đâu luôn là một câu đố chưa có lời giải trân lòng tiểu nhân. Nếu vương gia có thể vượt tiểu nhân tìm ra đáp án, tiểu nhân vô cùng biết ơn. Bổn vương biết rồi. Vậy vương gia tin tiểu nhân rồi ạ? Bổn vương không tin, nhưng ta tin tình cảm của con cái với cha mẹ. Rốt cuộc là tin hay không vậy? Thân như lữ khách không ràng buộc, bốn bể chẳng một nơi gửi gắm. Muốn ghi tạc trong sách Lăng Yên, chỉ ưu sầu năm tháng đằng đẵng. Hay, hay quá. Bài thơ này tuy hay và cũng có ý cảnh, nhưng nam nhi ở đời, nếu cứ nhìn ngó khắp nơi thì sao làm nên việc lớn. Đại, nào, nghe nói tài làm thơ của Kiển Hồng công tử vang danh định kinh, không biết hôm nay có tác phẩm mới nào để chúng ta được mở mang tầm mắt không? Sĩ Tông huynh, hôm nay đại điện hạ đích thân tới đây, e là chỉ để tạo thêm thanh thép cho thẩm Kinh Hồng. Đừng để ý, nào. Thiết nghĩ chức hội nguyên năm nay sẽ không vụt mất đâu. Chiến thắng trăm trận, lòng chưa đổi. Chuyện của ngàn năm theo ly rượu. Giang sơn thanh bình, giả tâm ngủ vùi. Một ngọn gió cao mình ta đẩy. Hay, hay, thơ hay. Cỏ trắng, cát vàng, sương tuyết động. Tướng quân uống máu, vui chinh chiến. Âm thanh không tới Bắc Âm Sơn. Linh lăng cuối thu trăng hán lạnh. Hay, hay, thơ hay. Say mơ màng, ai biết là đâu. Tiếng đa đa cắt đứt hoàng hôn. Gió xuân mưa phùn sông tiêu tương. Lá đỏ rừng thưa tiễn khách đi. Hay, hay, thơ hay. Hay quá. Mây thấp thoáng dục ngày hoàng hôn. Gió mạnh thổi tinh kỳ phần phật. Hồng nhạn nơi biên cương ngừng hót. Kinh Hồng công tử nhàn nhã thưởng trà trong vườn nam. Khói nghi ngút nối ngày hoàng hôn. Binh sĩ biên ải gác biên cương, ngươi qua đây mở ra ý cảnh thanh bình. Trong chơi nơi biển biết xanh, mau, mau lên. Mây cô đơn bay vạn dặm ngày đông. Anh hùng khi xưa tóc đã điểm bạc. Vương gia còn muốn gặp mộ cô nương, chứng tỏ họ vẫn còn có ích. Để đi nghe xem cô ấy muốn nói còn gì. Còn nhớ ý chí cao xa năm ấy, đi đi. Non sông chưa sạch không quay về, ngươi nhớ có giỏi không? Mấy bài thơ ban nãy Kinh Hồng công tử đọc, ngươi nhớ hết rồi chứ? Vậy ngươi có thể chép một bản cho ta không? Ta cần dùng gấp. Ta chữ xấu lắm. Không sao, ghi lại được là được rồi. Cầu xin ngươi đó. Thẩm huynh, bài nữa đi. Đúng đó, bài nữa đi, thẩm huynh. 3000 đội áo giáp sắt, cờ ngà voi trăm vạn binh, tỳ hưu nghiêm hổ vệ, trống trận rời đế đô. Chí khí anh hùng muôn đời, mưu chiến phạt giang sơn. Bình sinh trung nghĩa chí, tóc mai sớm bạc phơ. Chiến hỏa triền miên, ưng mỏi cánh. Đèn đơn, áo giáp, nửa lạnh lẽo.
Cát vàng chôn xương, nhớ lối về. Chung thánh ngân vang vạn sự an. Sai rồi sao? Không sai, sót à? Cũng không sót. Chỉ là chữ của đệ. Xấu đau cả mắt ta. Cỏ trắng, cát vàng lạnh, tướng quân lưng ngựa uống máu chiến đấu. Hay cho câu bình sinh trung nghĩa chí, tóc mai sớm bạc phơ. Không hổ là người bổn cung ưng ý. Nhất thời ngông cuồng, để đại điện hạ chê cười rồi. Thích sự ngông cuồng của ngươi, hơn cái đám ẻo lả không bệnh mà rên kia nhiều. Ngâm thơ làm phú vốn là kỹ xảo, hung đúc tình cảm mà thôi. Nói rất đúng. Kinh Hồng công tử mang chí khí hiên ngang, tâm mang tình yêu đất nước, sau này nhất định sẽ là rường cột triều đình. Kỳ thi hội sắp đến rồi, bổn cung sẽ mỏi mắt mong chờ. Tạ ơn đại điện hạ. Không ngờ hôm nay đại hoàng tử cũng tới. Nghe nói đại hoàng tử thích thơ văn, thích nhất là thơ Biên Cương, Thượng Võ Hiếu Chiến, vậy nên ngài ấy mới có thể thẫn với ngài đến vậy. Mọi người đều biết vương gia thân thiết với ba vị hoàng tử như nhau. Vương gia, danh tiếng của Thẩm Kinh Hồng đạo gần đây không được tốt lắm đâu. Tự dưng cô nhắc đến hắn làm gì? Tuy Thẩm Kinh Hồng gọi tiếng khắp Định Kinh, nhưng vì hắn làm mất thể diện văn nhân, nên sống trong giới chẳng dễ dàng gì. Nếu đại hoàng tử muốn cất nhắc hắn, thì tốt nhất là nghĩ cách giúp hắn gột rửa danh tiếng trước. Cách gì? Tuy tài ăn nói và văn chương vu ca Thẩm Kinh Hồng đã nổi tiếng khắp Định Kinh, nhưng cốt cách đạo đức của hắn thì còn thiếu sót nhiều. Hơn nữa còn có không ít bài thơ khúc hát lưu truyền ở Thanh Lâu, nhưng hôm nay hắn lại thể hiện chí khí ngút trời, biên cương hào hùng, đủ khiến người nghe xô trào nhiệt huyết, cung kính nể phục. Những lời cô nói có liên quan gì tới bổn vương? Vương gia, đại hoàng tử rất quan tâm người của ngài ấy. Vậy ngài có thể đối tốt với tiểu nhân chút được không? Người của ai? Tiểu nhân từ đầu đến cuối cũng chưa từng người của người khác mà. Vậy cô muốn bổn vương quan tâm cô thế nào? Vương gia, dạo gần đây thứ gì ở Định Kinh đều tăng giá, nhất là bút mực giấy nghiên. Tuy tiểu nhân là người Mộ gia, nhưng lại là con gái dòng thức được yêu quý, đến Định Kinh cũng không mang theo nhiều tiền. Mấy ngày qua, dù thế nào, tiểu nhân cũng đạp đỡ vương gia chút việc. Những cái khác thì không nói, nhưng các cô nương cũng đều trả hai lượng tiền khám bệnh. Hôm đó ở Văn Tranh Lâu, bổn vương vô tình phòng sát vách phòng cô. Cô có còn nhớ cô đã nói những gì không? Hôm đó ngài nghe thấy cả rồi sao? Ừ. Hôm đó đúng là tiểu nhân đã nói không ít những lời trung thành với ngài. Ngài đã nghe thấy rồi mà vẫn còn hỏi lại, làm người ta ngại ngùng đấy. Lời cô nói là thật lòng chứ? Đương nhiên rồi, lòng tôn sùng của tiểu nhân đối với ngài thành khẩn thật, trăng sao chứng minh, trời đất chứng giám.
Tôn Sùng ta tham công liều lĩnh ư? Đó là ta nghĩ rằng ngài lấy bản thân làm con mồi địch tiến sâu vào. Đây chẳng phải là con nhà quyền quý cần phải cẩn tiểu nhân đang lo lắng cho ngài hay sao? Đa tạ vương gia. Tốt quá rồi. Chấp mặt, ngươi tốt bụng thật. Chấp mặt, sao ngươi? Xin lỗi. Ta nhất thời không khống chế được. Ngươi có đau không? Ta không cố ý đâu. Thế này thì ta chỉ đành đưa ngươi gặp đại phu vậy. Khỏi rồi sao? Chấp mặt, ngươi giỏi thật đấy. Vương gia, thời điểm mộ chức hoa xuất hiện quả trùng hợp. Hơn nữa, cô ta còn biết bí mật về Hoàng Dương Tán. Vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi. Chuyện này liên quan đến 30,000 tướng sĩ. Vẫn phải tìm cơ hội thử cô ta lần nữa. Thuộc hạ hiểu rồi. Tối nay ngươi đến nhà mộ chức hoa, đưa cô ta đi theo, cùng đến núi Thiên Đồng. Vương gia đang nghi ngờ cô ta có liên quan đến kẻ đứng sau. Bổn vương kẻ đứng sau này để thăm dò. Có phải là người đang nghi ngờ hay không? Chiêu gậy ông đập lưng ông này, có thể một mũi tên trúng gia cao minh. Tế Thiện Đường. Kinh Hồng bái kiến công chúa. Nghe nói hôm nay ngươi tham gia hội thơ Phù Vân, sáng tác nhiều bài thơ đại hoàng đệ của bổn cung yêu thích. Chỉ tiếc là công chúa không đến đó. Hôm nay bổn cung bận việc ở Tế Thiện Đường, thực sự không có thời gian đến đó. Công chúa vất vả rồi. Sâm Nhi cất nhắc người tài, tài năng kiệt xuất, ngươi được đệ ấy nhắm trúng, không phải chuyện xấu. Bổn cung còn phải chúc mừng ngươi nữa. Sau hội thơ Phù Vân, Thẩm công tử đã nổi danh thiên hạ rồi. Tất cả phải cảm ơn công chúa chỉ bảo. Thẩm công tử là người có tài. Trong thư phòng của tạc có rất nhiều sách quý. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể lấy đọc tự nhiên. Mong rằng ngươi có thể danh bản vàng, trở thành tấm gương cho sĩ tử nhà nghèo. Đa tạ công chúa. Nhưng thời thế hiện giờ, muốn sĩ tử nhà nghèo vùng lên, đâu phải một mình ta là làm được. Vậy ngươi hãy làm người đầu tiên đi. Có tấm gương rồi, thì sĩ tử nhà nghèo muốn kéo nhau noi theo. Công chúa nói rất đúng. Công chúa vừa nghiên cứu thế cờ tầm tiên sao? Ngươi hiểu thế cờ này sao? Chỉ có thể nói là biết qua. Vậy có bằng lòng chơi một ván với bổn cung không? Chỉ cần công chúa bằng lòng thì tại hạ sẵn lòng chơi cùng. Nói đi, sao định vương điện hạ lại cho người nhiều tiền thế? Người nịnh nọt ta dám nịnh nọt hổ chứ? Ta cùng lắm chỉ vuốt râu hổ chút thôi. Em nhìn định vương điện hạ đi. Tuy cực kỳ nửa ngày ấy cũng rất khó tin tưởng người khác. Nhưng hiện giờ Hoàng Dương Tán, mà mối quan hệ giữa bọn ta không thể tách rời nữa rồi. Vậy em nói xem ta phải làm thế nào đây? Lấy được lòng tin của ngài ấy.
Ta phát hiện ra, Đại Ma Thần Định Vương chỉ không lạm sát, mà còn khá dễ nói chuyện nữa. Vậy nên dùng chút trí khôn vặt của mình. Hôm nay tiểu thư kiếm được 500 lượng. Em thấy không phải là khôn vặt, mà là thông minh, bảo hộ Lục gia, giao lưu với nhân vật lớn. Ta vừa phải thể hiện còn phải để lộ chút điểm yếu ở mức vừa phải. Một nhưng lại rất chút bản lĩnh, sử dụng sẽ thuận tay hơn. Vậy bây giờ Định Vương Điện Hạ tính là tin tưởng người chưa? Sao có thể đã từng trải qua sống chết trên chiến trường như ngài ấy? Khó trao lưng mình cho người khác lắm. Vậy nên, ta đang nghĩ, đối với ngài ấy, tiền trao cháo múc vẫn là tốt nhất. Có điều bây giờ chuyện Hoàng Dương Tán thực sự làm ta đau đầu. Người làm việc cho ngài ấy trả tiền cho người. Tại sao người lại đau đầu? Ta đoán là trước mắt ngài ấy sẽ điều tra cùng lúc ba manh mối. Thứ nhất là ghi chép về quả chí tiên. Thứ hai, chắc là thân thế của mẹ ta. Thứ ba, chắc là hài cốt của viên phó tướng. Cự Lực, em biết không? Mẹ từng nói với ngoại ta từng làm việc ở Thái Y Viện. Ghi chép về Hoàng Dương Tán, đến cả Định Vương Điện Hạ không tra lại được hiện trong sách y học mà ông ngoại lại cho mẹ ta. Em nói xem Hoàng Dương Tán có khi nào là do ông ngoại ta điều chế ra không? Rất có thể đấy. Không khéo còn là rồi, thuốc biến mật đấy. Chết rồi, lỡ như sau này định dùng đứa cháu ngoại nảy chút giận thì sao đây? Sao lại vậy chứ? Chút giận. Vậy phải làm sao đây? Ân oán đời trước của họ tại sao lại đổ lên đầu người chứ? Chẳng phải Định Vương Điện Hạ thể có con sao? Người chữa bệnh cho ngài ấy, sau này để ngài ấy có con đâu đấy. Lần trước ở Định Vương Điện Hạ ngay sát vách chúng ta đấy. Vậy vậy chúng ta ở trong phòng không được nói lung tung sao? Đúng vậy, cũng không. Sau này cho dù là ở nhà, không khéo giờ đang ở ngoài ấy nghe lén đấy. Nghe, nghe thật sao? Tiểu thư, người đừng sợ, em đi mở cửa. Mau đi xem thử. Bọn ta không nói xấu vương gia. Cô bỏ chổi ra. Thế thì ngươi lại đâm kiếm lên cổ bọn ta. Nếu ta thực sự đâm thì kiếm lên cái chổi có ích gì? Cũng phải. Vậy ngươi tìm bọn ta làm gì? Lại muốn bắt tiểu thư nào đã trả bệnh định sao? Ta không mời được sao? Mời được, mời được, mời được, mời được. Em ở lại trong nhà. Không được, ta đi cùng được đây. Em phải bị ngựa không rồi. Phải cưỡi ngựa. Em không biết cưỡi ngựa, không đi được. Em ôm eo tiểu thư. Tuyển tập thơ Thẩm Kinh Hồng mới sắp in xong rồi. Đến sẽ giao hàng người làm ở hiệu sách nào? Vài nếu ngày nữa Thẩm ở nhà tử hết thời. Sách không bán được nữa thì phải làm đến vậy sao? Đợi vài ngày nữa tiểu thư của ẻm Trạng Nguyên thì chẳng phải hắn sẽ hết đúng thời nhỉ, tiểu thư. Vậy người phải chú ý an toàn nhé. Hội rồi. Em trong nhà cẩn thận nhé. Tới ngay, tới ngay. Tiểu thư chú ý an toàn nhé. Đi thôi. Từ từ thôi. Vương gia, người đến rồi. Ta bảo ngươi đưa người đến đây, không phải là dùng cách này. Cô ta lợi hại như thế, sao dạ có thể không biết cưỡi ngựa chứ? Không phải, tiểu nhân không biết thật mà. Thôi bỏ đi. Cô đưa hòn thuốc cho chấp mặt. Lên ngựa của bổn vương đi. Cái gì? Hòn thuốc. Hòn thuốc. Nào. Chuyện này. Cái gì? Qua đây. Ta vương gia, chân của tiểu nhân không cử động được nữa. Bị chuột rút rồi.
Vương gia, chúng ta đi đâu vậy? Đi xem xét một bộ hài cốt. Cần cô khám nghiệm thi thể giúp. Tiền công sẽ gấp đôi. Vương gia nhất định đưa tiểu nhân đi cùng sao? Tiểu nhân sắp thi hội rồi. Vốn dĩ mấy ngày tới đóng cửa học hành. Hơn nữa, vương gia, ta cũng đâu phải ngỗ tác. Người ta thường nói, thạo nghề nào làm nghề đó mà. Bổn vương cho rằng, trên hài cốt có vài thứ đặc biệt, ngỗ tác thông thường không nhìn ra được. Ai bảo cô biết Hoàng Dương Tán chứ? Vương gia, ta chỉ sợ là đi lại xa xôi sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi hội của ta. Ngựa phi nước đại một ngày là đến. Một ngày? Sao? Chuyện này, nếu như cô sốt ruột, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Không phải, vương gia, không phải chúng ta có thể thương lượng thêm được không? Ý của ta là có thể nhanh hơn chút nữa. Sao nhìn cô mộ chiếc hoa này không đáng tin vậy chứ? Mệnh lệnh của vương gia, đương nhiên là ta biết. Ta chỉ sợ cô ta không giúp được vương gia thôi. Gan thỏ đế nhìn thấy thi thể đã sợ nhũng chân, thì còn khám nghiệm nghĩ là sẽ giúp được. Vậy nếu cô ta không giúp được thì sao? Cô ta giả vờ đấy, để tin cô ta thật đấy. Đi thôi. Đi. Đi. Tham kiến vương gia. Hài cốt đâu? Ở trong phòng này ạ. Dẫn đường đi. Chỉ còn lại xương trắng. Vương gia, nhưng tìm được lệnh bài này ở bên cạnh, đã xác minh là đồ của viên phó tướng. Cả đời cha ta trung dũng, sao có thể phản quốc? Có kẻ lấy tính mạng tà mẹ uy hiếp ông ấy. Cô lại đây. Người này đã chết hơn 5 năm. Trên bộ hài cốt này tổng cộng 13 vết thương, 5 chỗ gãy xương là do rơi từ trên cao xuống, 8 chỗ còn lại là vết cào, ban đầu sâu tận xương, sau đó thu vào bên trong. Chắc là do binh khí sắt có hình dạng giống móng vuốt chim ưng gây ra. Có phát hiện gì không? Bẩm vương gia, tuy hài cốt này nhiều vết thương, nhưng đều không phải vết thương trí mạng. Vậy có nghĩa là cô đã tìm được vết thương trí mạng.
mời vương gia xem. Chỗ này có một vết kim châm. Đúng thật. Cô nương quan sát tỉ mỉ. Tiểu nhân hổ thẹn. Ngộ Tác đại ca quá lời rồi. Trên hài cốt nhiều vết thương như vậy, đương nhiên là rất dễ bỏ qua điểm này, nên rất chú ý đến vết kim châm. Mời vương gia nhìn, chỗ này còn một vết kim châm nữa. Kim đâm vào từ xương trán, xuyên ra từ xương chẩm, đủ để vậy nơi. Có lẽ người này đã bị vũ khí hình móng vuốt chim ưỡng thương trước, sau đó lại trúng bị châm nặng, bất cẩn rơi xuống vách núi, cuối cùng mất mạng. Bám riết không tha, trăm phương ngàn kế chết người này như vậy. Tiểu nhân to gan hỏi vương gia, vị viên phó tướng này là? 5 năm trước, trận chiến ở sông Cự Mã, hắn đã nộp cho bổn vương một tình báo giả. Sau đó, hắn liền không rõ tung tích. Mấy ngày trước, bổn vương điều tra ra tung tích của con gái hắn, mới biết được lúc đó vợ con của hắn đã bị bắt đi, bất đắc dĩ mới phải nộp tình báo giả. Con gái của hắn là Vân Tưởng Nguyệt. Vân Tưởng Nguyệt.